Ngày 12 tháng 8, xã Phúc Cường đã tổ chức thành công hội thi tuyên truyền cổ động năm 2024. Với những chủ đề: ca ngợi Đảng, quang vinh Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đã được 9 đội tuyên truyền với 225 diễn viên không chuyên đến từ các xóm trong xã, đã mang đến hội thi những tiết mục hết sức đặc sắc, có tính nhân văn và giáo dục cao. Phần thi tuyên truyền miệng, những màn chào hỏi đặc sắc, đặc biệt là những tiểu phẩm sôi động, phê phán những định kiến giới, bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đã được các tuyên truyền viên truyền tải một cách logic hấp dẫn sôi động qua các câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày, đã được tái hiện một cách mộc mạc sâu sắc trên sân khấu, đồng thời nhẹ nhàng phê phán những thói hư tật xấu, biểu dương nhân rộng lối sống hay, việc làm đẹp, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Hội thi tuyên truyền cổ động là dịp để các đội tuyên truyền trên địa bàn xã được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động người dân, nâng cao nhận thức, thay đổi cách sống, xóa bỏ hủ tục, phong kiến lạc hậu, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho các tiết mục xuất sắc và trao giải toàn đoàn cho các đội đạt thành tích cao.